Lê Thị Dần sau 7 năm thách thức danh hài. Nổi tiếng sau khi tham gia thách thức danh hài, Lê Thị Dần hạnh phúc vì được biết đến nhiều hơn. Bên cạnh đó, cô cũng phải đối diện với các lời đồn và thị phi lời ra tiếng vào của dư luận. Chia sẻ với chúng tôi, Lê Thị Dần cho biết sau khi nổi tiếng nhờ chương trình thách thức danh hài, cuộc sống của cô như bước sang trang mới. Người phụ nữ dân tộc Thái hạnh phúc vì khán giả nhận ra và ủng hộ mình nhiều hơn. Từ một người vốn quen với việc đồng áng, giờ đây cô tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình như đám cưới, hội chợ, sinh nhật. Nguồn thu nhập của gia đình cũng ổn định hơn. Đến tuổi này mà tôi còn được nổi tiếng, được khán giả yêu quý thì không gì có thể diễn tả được. Bản thân tôi là người không học qua trường lớp, nhưng khi diễn lại được mọi người khen ngợi thì rất thích. Từ đó, tôi phát huy, cố gắng học hỏi nhiều hơn để không phụ lòng mọi người, cô nói. Đồng thời, Lê Thị Dần nói nếu có chương trình phù hợp, cô sẵn sàng tham gia để có những kỷ niệm cho hành trình làm nghệ thuật của mình. Từ khi Lê Thị Dần nổi tiếng, chồng hỗ trợ, đồng hành cùng cô trong quá trình hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là những lúc đi diễn xa. Anh sát cánh cùng tôi mọi lúc mọi nơi. Cả hai vẫn yêu thương nhau, hạnh phúc hơn những ngày nghèo khó. Nhiều người nói tôi nổi tiếng như vậy rồi bỏ chồng chưa, nhưng họ đâu biết chúng tôi hạnh phúc thế nào. Mỗi lần đi đâu, tôi cũng đi với anh. Tôi bây giờ còn ai ngó đến nữa mà đổi chồng, thay chồng, thì sinh từng dành 100 triệu đồng của thách thức danh hài bộc bạch. Bận rộn đi diễn, Lê Thị Dần vẫn dành thời gian cho gia đình, đồng thời phát triển công việc kinh doanh riêng. Lúc rảnh, cô quay clip phát lên YouTube để kiếm thêm thu nhập. Dịp Tết này, tôi cứ nghĩ mình được nghỉ ngơi nhưng vẫn dành thời gian cho người thân, bạn bè. Hiện tại, có nhiều lời mời biểu diễn đám cưới nên tôi bắt đầu chạy sâu trở lại, cô chia sẻ thêm. Dù vậy, Lê Thị Dần vẫn có nguyên tắc riêng khi làm nghệ thuật. Cô tiết lộ từ thời điểm nổi tiếng đến hiện tại bản thân không nhận quảng cáo sản phẩm. Dù cát xê cao thế nào tôi cũng không nhận. Từ lúc được chú ý đến giờ tôi đã không dám nhận, trừ việc quảng cáo các khu du lịch thì không ảnh hưởng gì, người phụ nữ dân tộc Thái cho hay. Khi đã nổi tiếng, Lê Thị Dần mới hiểu được những khó khăn khi phải chịu lời ra tiếng vào từ mọi người. Cô nói làm công việc biểu diễn như làm dâu trăm họ, có người khen cũng có người chê. Cựu thí sinh thách thức danh hài nói, có người muốn tôi phải chăm chút để hình ảnh đẹp hơn. Nhưng khi tôi thay đổi thì mọi người lại bảo có đồng tiền vào rồi thay đổi con người, không còn chân chất như xưa. Tôi thay đổi hình thức bên ngoài thôi chứ cái tâm vẫn như thế. Giải thích về việc không lựa chọn nam tiến để phát triển sự nghiệp dù có nhiều cơ hội, Lê Thị Dần thừa nhận, tôi sinh ra và sống ở đây quen rồi. Không thể rời đi đâu được. Ngoài ra, tuổi tôi cũng đã cao, không còn trẻ trung gì để vươn xa. Tôi thấy mình tới đó đã đủ lắm rồi, chứ vươn cao thì sợ đứt dây. Tôi biết ở tuổi của mình, được ông trời cho nổi tiếng là quá hạnh phúc rồi. Cho nên tôi vẫn chọn ở lại để phục khán giả, nếu có lời mời thì lại di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để biểu diễn.